Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô quyết kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông Tổng, liệu tham vọng có thành không? Lên chủ tịch nước xem như nắm chắc trong tay xuất đặc biệt để khỏi bị ép nghỉ hưu vì quá tuổi. Nắm trong tay bộ công an xem như có thượng phương bảo kiếm để tự vệ và trấn áp đối thủ. Xem như mọi điều kiện đã tụ về tay chủ tịch nước. Giờ đây ông chỉ cần đợi đến khi Tổng Bí Thư về với Lenin hoặc lâu nhất là chờ đến đại hội thứ 14. Thời gian dự kiến diễn ra đại hội 14 là đầu năm 2026, không thể diễn ra sớm hơn. Từ nay đến đó còn 18 tháng, quá dài để chờ đợi, trong khi chính trường biến động theo từng ngày. Thời gian là kẻ thù tất cả, kẻ thù đối với sức khỏe của tổng trọng, kẻ thù với cơ hội của Tô Lâm, nếu ngồi im trên ghế chủ tịch chỉ để chờ đợi, có khi cơ hội lại vụt mất. Và đây là hình những ngày qua vụ Sibotra dưới thời ông Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội bị xới lại. Hiện nay, Tổng bí thư đang là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 và trưởng tiểu ban văn kiện đại hội 14. Tiểu ban nhân sự chính là bộ lọc, chọn người vào trung ương đảng và ủy viên bộ chính trị. Nếu ông Tổng kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 và Tô Lâm trám ghế Tổng bí thư, thì ông sẽ là người thay thế ông Tổng ở vị trí trưởng tiểu ban nhân sự. Lúc đó, Tô Lâm sẽ mở cửa cho nhóm Hưng Yên, ồ ạt tiến vào thượng tầng chính trị đồng thời chặn nhân sự của các nhóm khác. Tuy nhiên, làm sao để kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông Tổng là bài toán khó đối với Tô Lâm. Gần đây, Tô Lâm đang giật dây cho xới lại vụ sai phạm trong dự án Sibutra khi ông Trọng còn làm bí thư thành ủy Hà Nội. Ý đồ của Tô Chủ tịch khá rõ, đấy là ông muốn Tổng Trọng rút lui sớm như những người khác đã từng bị đánh trước đây. Có vẻ như Tô Chủ tịch không đủ kiên nhẫn để đợi ông Tổng chết vì bệnh mà muốn ông tổng phải rút lui khỏi chính trường sớm hơn. Tuy nhiên, việc bứng ông trọng lại không hề đơn giản như bứng Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ, bởi ông trọng vốn là cây đại thụ với những rễ vừa to vừa khỏe, đâm thật sâu, lan thật rộng và bám thật chắc. Vây quanh ông tổng là hàng loạt ủy viên bộ chính trị và ủy viên trung ương Đảng, chỉ tính riêng trong ban bí thư đã có đến 8 ủy viên bộ chính trị, đấy là chưa kể những người ngoài ban bí thư như ông Nguyễn Văn Nên cũng là người của ông Tổng. Vì vậy, để bấn được Tổng Bí Thư, Tô Lâm cũng lên kế hoạch rất bài bản. Đấy là vừa cưa rễ, vừa bấn gốc. Hiện Tô Lâm đang nhắm vào Phan Đình Trạc và Trần Cảm Tú là hai rễ lớn của cây cổ thụ Nguyễn Phú Trọng. Việc đánh vào uy tín và trách nhiệm người đứng đầu kết hợp với việc đánh vào thuộc hạ của ông Tổng. Liệu đây có phải là liều thuốc đủ mạnh để Tô Chủ tịch cho ông Tổng kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 hay không? thì còn phải chờ xem những diễn biến sắp tới. Và đây là hình sức khỏe ông trọng rất yếu, nhưng có vẻ ông Tô Lâm không kiên nhẫn đợi được tới ngày quốc tang. Với những sự kiện liên tục diễn ra trên chính trường, cho thấy tham vọng của Tô Lâm quá lớn, điều đáng nói là sau mỗi lần thành công tham vọng của Tô Lâm càng lớn hơn và chưa biết đâu là điểm dừng. Ban đầu nhiều người đánh giá Tô Lâm đánh gục Võ Văn Thưởng chỉ để được hưởng suất đặc biệt, kéo dài sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, khi Tô Lâm đã thành công trong việc nắm chức chủ tịch nước và giữ được Bộ Công an trong tay, thì có vẻ như ông đang muốn kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Tổng để ông sớm thay thế mà không cần đợi đến Đại hội 14 để hưởng suất đặc biệt. Tham vọng lớn thì ác gặp chống đối lớn. Lần này cả ông Tổng và phần còn lại trong Bộ Chính trị sẽ chiến đấu chống lại Tô Lâm. Họ phải bảo vệ quyền, tiền mà họ đang có, đồng thời cũng bảo vệ cho con cháu họ những người đang được cơ cấu để hưởng nguồn lợi bất tận từ 100 triệu dân đen. Xem ra ý đồ kết thúc sớm nhiệm kỳ thứ ba của ông Tổng không hề dễ dàng đối với Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô quyết kết thúc sớm nhiệm kỳ 3 của ông Tổng, liệu tham vọng có thành hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tương quan quyền lực giữa Tổng Bí thư và Tân Chủ tịch nước. Ngày 7 tháng 7, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt bình luận, quyền lực Tô Lâm lớn cỡ nào. Tác giả đề cập đến việc Bộ Chính trị phân công ông Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban thường vụ của Đảng ủy nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025 và bình luận. Vậy là Chủ tịch nước Tô Lâm tuy ngồi trên tứ trụ nhưng vẫn sẽ nắm rất chắc Bộ Công an ở bên dưới qua ba kênh là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo Hiến pháp là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tức Bộ Chính trị vừa phân công và Bộ trưởng quan là Dân Hưng Yên là đệ tử ruột của Tô Đại Tướng. Và đây là hình bài bình luận trên blog Hoàng Trường VOA. Tác giả dẫn lời nhận định của bà Ishizuka từ Viện Kinh tế Phát triển Zetro Nhật Bản nói rằng việc ông Tô Lam duy trì ảnh hưởng tại Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành tổng bí thư hay không. Tác giả nhắc lại việc Tô Lam thành công đưa Lương Tâm Quang lên Bộ trưởng Công an và cài cắm Nguyễn Duy Ngọc là chức chánh văn phòng Trung ương đảng và nhận định rằng trên lý thuyết, quyền lực Tô Lâm không phải là vô đối mà được cân bằng và kiểm soát bởi các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng qua những đợt sáu bài trên thực tế, các lần đánh lấn của Tô Lâm đều thành công mỹ mãn. Tác giả bình luận, quyền lực của tân chủ tịch nước trong mối tương quan của tổng bí thư có lẽ là một trong những ẩn số lớn của cuộc chiến cung đình và hai xu hướng trái ngược. Tô Lâm là công cụ của ông Trọng hoặc Tô Lâm là phản đột. Tuy nhiên theo tác giả, trong cơ cấu quyền lực hiện tại của Đảng, Tổng Bí thư vẫn là vị trí quyền lực cao nhất. Trong khi đó, tân Chủ tịch nước phụ thuộc nhiều vào sự đồng thuận trong bộ chính trị và ban bí thư, nơi mà Tổng Bí thư có tiếng nói quyết định. Mối tương quan quyền lực giữa tân Chủ tịch nước với một Tổng Bí thư cao tuổi và bị bạo bệnh có thể sẽ thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, sự ủng hộ trong nội bộ cũng như các quyết định cá nhân của các thành viên khác trong Trung ương và Bộ Chính trị. Và đây là hình tổng trọng và tô chủ tịch. Tác giả nhận định dù có tăng cường bắt bớ, tân chủ tịch nước Tô Lâm vẫn khó trở thành nhà độc tài. Nắm giữ vị trí thứ ba trong bộ tứ, Tô Lâm đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan cả về đối nội lẫn đối ngoại. Theo những rò rỉ từ nội bộ, một mặt tân chủ tịch nước muốn các phe phái tạm hưu chiến để chuẩn bị cho đại hội 14. Nhưng sau những chiến dịch đốt lò kinh thiên động địa vừa qua, thì đây không còn là nhiệm vụ dễ dàng. Mặt khác, tân chủ tịch nước cũng phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu trong bộ chính trị, đề xuất với tổng trọng nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tác giả dẫn một nguồn nội bộ cho biết, tân chủ tịch nước Tô Lâm đang lên kế hoạch cho một số hoạt động đối ngoại để ra mắt quốc tế. Có tin Tô Lâm sẽ sang Lào vào ngày 9 tháng 7 và đi Campuchia ngày 10 tháng 7 tới. Nếu đúng thì đây là quyết định tập thể của Bộ Chính trị và nằm trong định hướng đối ngoại lớn của đảng. Thăm Campuchia trong bối cảnh cha con nhà Hiu Sen đang quậy hết cỡ cũng là thách thức cho tân chủ tịch nước. Yếu tố bất ngờ chưa biết được là tân chủ tịch nước sẽ có mũi đột phá nào trong ban giao với các cường quốc hay không. Tác giả cho rằng quyền lực câu chuyện ngàn xưa ấy bao giờ cũng mới vị trí chủ tịch nước chưa bao giờ bất ổn như thời gian qua. Trong bối cảnh ấy, quyền lực của Tô Lâm cũng chỉ là tương đối và đến phút này vẫn khó tiên lượng một cách chắc chắn. Quan hệ giữa Tô Đại Tướng với Tổng Bí Thư, cơm có lành, canh có ngọt, cho tận phút chót của vở diễn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tương quan quyền lực giữa Tổng Bí Thư và Tân Chủ tịch nước xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.